chào cả nhà ơi. Hôm nay chiều buổi chiều nay nè, mình đi ra mình hái chút rau nè cả nhà. Đây là cải xà lách son cả nhà. Đây. Bây giờ mình hái cải xà lách son nè hen. Sau đó mình qua mình hái lá tía tô. Đó, lá tía tô để mình chiên trứng với lá tía tô. Còn cải xà lách son này mình nấu canh thịt cả nhà. Rồi bây giờ để Trang hái nha. Này là rau này để mình nấu canh nè. Đó. Mình vô mình làm đồ ăn nha cả nhà. Rồi đây cả nhà, mình đi ra vườn mình hái rau xong vô mình rửa sạch nè. Đây là cải xà lách son và thịt mình sẽ nấu tô canh. Còn đây là trứng gà với lại lá tía tô. Mình sẽ chiên ha cả nhà. Đó, cho bữa cơm đạm bạc. Ok cả nhà, rồi mình làm thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đập trứng ra nha cả nhà. Đó. Mình có cái tô. Mình đặt trứng ra. Món ăn này là dễ nhất, dễ làm nhất các bạn ơi. Đó, mình ăn thịt cá đâu nhiều quá. Rồi giờ thì mình giảm lại, giảm cái lượng dầu mỡ đâu nhiều quá cả nhà. Mình ăn đơn giản ha. Thì ở đây mình đó thì mình ướp đó, ở đây mình ướp muỗng cà phê bột nêm nè.
muỗng cà phê đường nè, nửa muỗng tiêu nè, hả? Còn thịt đó mình nấu canh như vậy, mình ướp muỗng cà phê bột niêm nè, chút xíu đường thôi, mình không ăn đường nhiều, xong canh, rồi mình bỏ tiêu vô, đó, đơn giản thôi, chỉ như vậy. Cho chút xíu nước mắm vào ha cả nhà, ở muỗng cà phê nước mắm thôi, nhiều quá lấy mặn. Đó, đây như vậy. Rồi mình sẽ ướp lại thôi. Hắn mình đánh trứng lên. Thịt bên đây mình ướp để mình nấu canh ha cả nhà. Đó, mình làm cái món trứng này, đánh trứng này trước đây. Còn ở đây là lá tí tô này cả nhà. Đó, mình lấy cái mức vừa đủ mình ăn thôi. Đó, còn khoảng một nắm thôi. Mình xắt. Mình xắt ra ha. Xắt nhuyễn ra như này cả nhà. Tại vì mình đi chợ mình mua mấy món này mà nhà mình có sẵn. Mình tạo mình có sẵn cái mình làm mình ăn vậy thôi. Đó. Mình cắt nó lên nè. Đó. Mình sẽ bỏ vào tô đưa tô trứng ha. Mình sẽ trộn lên. Trộn lên cho đều vậy nè cả nhà. Rồi mình chiên thôi. Đó, để. Mình lấy đây mình sẽ chiên. Còn cái thịt nạc này mình sẽ trộn lại nha. Lấy tay mình trộn đi. Mình mang lấy tay nè. Cho nó đi. Giờ mình chuẩn bị nấu thôi. Bên đây là nồi canh. Mình sẽ nấu nồi canh. Nấu cho nó lẹ. Trước khi nấu mình bắt nồi nước sôi lên cả nhà. À, mình chế nước sôi nè. Đó, mình chế nước sôi nè, mình nấu nó lẹ lắm. Mình nấu đủ một tô rồi ăn thôi cả nhà. À, để cho nó sôi. Rồi bây giờ mình phải chiên thôi nha cả nhà. Đó, mình chế dầu vô chảo này. Trang biết ý cái chảo này rồi, nó nóng lắm. Mình lửa nhỏ xuống. Đó. Rồi mình cho tỏi vào nha cả nhà. Rồi bây giờ tỏi nó vừa vàng tới ha cả nhà. Đó. Tỏi nó vừa vàng tới mình lấy tỏi ra nha cả nhà. Đó. Mình vớt cái tỏi ra. Giờ mình để trứng vô ha. Rồi. Mình sẽ đậy nắp lại cho nó chín nha cả nhà. Rồi bây giờ nồi canh bên đây nó sôi rồi, này là nước sôi cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ thịt vô mình nấu trước ha. Rồi mình để cho thịt nó chín nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ để mình coi kênh nó là sao vậy ha. Rồi dở nắp ra.
Đây là chín rồi. Ngon chưa cả nhà? Nhìn cũng ngon lắm đấy. Đó, nó chín rồi. Tắt lửa thôi. Bây giờ mình rải cái tỏi này lên mặt này cả nhà. Đấy. Cho mình cho tiêu lên mặt ha. Đây mình có trứng. Đó, được chưa? Đây mình bưng qua bàn. Rồi cái nhà này là canh của mình cũng sôi nè. Chắc là mình nếm lại thử coi. Nãy mình bỏ nhiêu đó. Cũng vừa ăn rồi cả nhà ơi. Đây mình nấu có tô canh. Đó, thì cái rau này á mình bỏ vô mình nhắc xuống liền nha cả nhà ha. Mình bỏ vô mình nhắc xuống liền, mình không có cần phải nấu lâu. Rồi mình tắt lửa luôn. Đây này canh của mình nè cả nhà, đơn giản, cái rau này bỏ vô là nó mềm liền. Bây giờ mình sẽ dọn cơm ha. Nước mắm này nè, nước mắm đầm, anh muốn ăn nước mắm đầm thì nè, nước mắm đầm. Hello cả nhà. Chào cả nhà, mừng cả nhà. Chào cả nhà. Rồi đi ra. Chạy luôn. Mời ba mời má ăn cơm, mời cha mời mẹ ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay mình ăn canh nhà quê. Đó. Đây. Món không biết. Trứng chiên cá tía tô, ăn bổ dưỡng, có sức khỏe. Và rồi mình bớt cơm cho ta. Tạm ngon rồi cả nhà. Tép rang. Tép rang này không có quay lý, tại vì món bình thường quá, nhiều món quá. Tép rang dặn chanh với ông nè. Đó cả nhà. Món cái nhà ăn cơm. Món cà nhà quê, tép rang. Đó. Thử món này đi ăn. Mời lụa. Mời lụa. Dũng mê lụa, lụa ơi, chứ không phải tại tôi. Đây là nước mắm râm đây nè. Trứng. Trứng với lá tía tô. Trứng chiên lá tía tô. Món bổ dưỡng, có sức khỏe. Ok. Rồi, cha chấm đi nước mắm đâm thì cha chấm còn nó như dư lá tía tô không biết làm cái gì cả nhà. Ăn cho nó hết cứ để hầm cứ làm bổ dưỡng. Bổ dưỡng. Có sức khỏe kìa. Hỏi bà con mình coi. Hỏi lụa coi phải không được. Ông binh cơm cái coi. Ba ơi, ăn món mới nè bà. Nè chiên nè, đó, đây chấm. Trứng không có rồng đỏ hả? Có rồng đỏ nhưng mà cái lá tía tô nó màu đậm cho nó ra màu. Trứng. Ngon cả nhà. Nói chung là cũng ngon. Giống như trứng chiên lá tía tô vậy đó. Chịu không nổi. Anh uống nước gì? Cho gì uống đấy thôi. Thử uống nước gì ta? Uống nước cam nha. Chị thấy nước là em khác nước. Uống nước cam đi. Lâu không uống. Em uống nước cam. Mấy bữa ăn hột vịt lộn rồi thì không chịu uống nước cam đâu. Em thấy không có ga gì ta? Đổ ngoài con. Lâu cũng phải thèm miếng nước ngọt chứ. Canh. Cái này canh rau cải với ngoài 100 á. Ghi quanh trời. Cải lát canh son. Cải lát son hả? Ngon lắm. Ngon được. Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Mời ba ăn cơm, mời má ăn cơm, mời cha mời mẹ ăn cơm. Anh chị em ăn cơm. Em ơi, cả nhà mình ăn cơm, bạn đồng nghiệp ăn cơm. Everyone ăn cơm, Miss Edison ăn cơm. Gì lá tía tô.
hơi bị cháy ha. Tại cái lò mình nó nóng á. Nó có cháy đâu. Ừ, nó hơi giống như thế. Nói chung cháy cháy thơm ghê. Má bữa nào má làm lá cơm này cho ba ăn má. Anh lên coi cái video clip của đó hả? Em bé đi nó thấy không? Ăn chứ. Video clip của Nhân Lê mình thì dữ lắm. Bạn ấy bắt cá ngày nào cũng cúng lên ngon ghê. Ngày nào cũng có nhiều cá. Dữ lắm mình đó hả? Ừ. Mình đi qua chút cho má. Chưa coi. Bạn ngủ bữa nào về nhé. Ừ. Là về cái lụa cái dân gần, ở gần trồng hương không? Ừ. Cả nhà có ăn tép rang với dặn chanh dưa bao giờ vậy? Ngon lắm. Hôm nay là mình ăn cái món nhà quê nha cả nhà. Ăn sang ăn ba món luôn. Cây nhà lá vườn, rau khỏi đi mua, trứng cũng khỏi đi mua. Tép làm thải dưới sông để về thôi cả nhà. Tép ở dưới sông bắt lên. Nói chung lâu lâu mình đỡ cái món lá tía tô này cũng hay nha. Bữa em thấy cái cô chú cuộc sống Mỹ người già về hưu quá ăn. Cho nên em mới làm. Mình chưa về hưu mà. Mình chưa về hưu, bắt trước. Ăn lần lần. Trong cái nhà lá dược có gì ăn mà lấy. Trong đó cũng một món đó với cô vậy em. Hai ba lần đó. Tại mình tặng ở nhà thấy nhiều mình coi thường. Ở dưới chị Dung dưới quá trời đó, chị phải phơi khô á. Rồi nấu nước uống tốt. Ừ, đúng. Nấu nước uống, ok. Chứ mình ăn mình đâu có ăn hết được một lần. Thấy người Nhật ra mình ăn. Ở dưới chỉ lá tía tô vàng thôi, đè đỏ của Việt Nam mình á. Mình trồng lá tía tô Nhật. Cái đỏ nó tốt hơn. Vậy hả? À, ngấu vậy. Nó thơm hơn, nó quý hơn của cái của Nhật. Nhà sao người Nhật mình ta mua mất mà. Thì ta mua cái của mình á. Ừ. Nó cái con Nhật á thì nó mềm hơn. Nó mịn hơn, nó mỏng hơn. Với cái độ the của nó không có bằng, bằng của Việt Nam mình the hơn. Ừ. Anh ăn cái này. Tốt anh nói cái này thấy có cái gì lạ không? Thấy người có cua vậy á. Tỏi. Ừ, không biết hả? Tỏi nằm trên thôi đâu có cua sang dữ nữa nằm mơ. Mơ có cua đâu. Đẹp. Cái lá tía tô này nấu nước nói chung là uống trị bệnh gì như bệnh dao rồi vậy á. Good. Mua được cái tép nhỏ nhỏ hay ngon ghê. Ừ. Nhớ Việt Nam tép bạc á. Tép rang á. Tép lông với tép bạc thì tép bạc bự cảm mà tép bạc đâu không? Tép bạc nó dẹp dẹp nó mọng mềm cũng được. Đúng rồi, nhưng mà tép nhỏ vậy thì chưa tép lông, tép nhỏ nhỏ. Ừ. Anh không có biết con tép lông. Tép đất á. Tép đất đúng, anh nói tép đất là đúng. Tép rồng thì nó tép rồng á nó tí hà, nó giống như con cà rút mà bự hơn rút tí con cà rinh. Ừ, tại hồi nhỏ đi bắt cá em biết mà, em bắt cá khỉ gì cũng bước xuống sông mà không biết bước đổ dở nghe cái rỉ ra rửa lên ấy xúc rổ vô vũ vậy lớn hả khác mấy sông mình á. Vợ em thấy là làm máu với cả nhà lắm không biết. Cha mẹ vợ em đâu con gái lội xuống nước luôn nguyên cả nhà lén ở ngay bên lén
Nhưng mà cái xong nó cạn á. Ở xuống bắt được. Nhỏ lớn chừng không biết đụng xình. Nó đau. Khó. Khó đi. Ừ. Tao nói mà mẹ ăn được cao nó lại. Ừ. Ăn được hết. Anh thôi mình làm. Thôi, cạn đi. Rồi, rồi. Mạnh quá ăn lên máu. Sáng anh ba mới gửi hình thuốc mua. Anh trả vô bếp cô. Trả vô bếp cô mình mua. Tiền kìa anh ba. Bây giờ mua nghiêu về nấu với quế nè. Nấu quế quá thì tốt luôn. Món đó nghe chuẩn bị dao lên. Ừ. Đúng không? Mình còn đi chạm con. Mình chan chua chua vô ngon nghe hả? Hết luôn. Đỡ quá. Còn tô canh ăn không hết. Không giỏi. Ăn cái ớt này. Miếng ớt nó cay cay. Trồng được cái ớt này ngon lắm cả nhà. Em ăn được. Nó cay mà nó ngay ngổ. Nó cay mà nó he. Nó ngon. Ớt mà ngon. Hôm nay cơ quên mời cô Ngọc Ánh. Mời cả nhà không? Quên. Con quên. Tân. Nói chung mà mời cả nhà là biết hả? Mình nhớ rồi, mình chỉ mời. Mời, ha? Mời bạn nhậu thôi. Thôi vậy á. Bữa nào cũng từ ngày uống ngon nha. Ly ngon nha. Mà không bao giờ thấy có ly nào trên bàn á. Thôi uống đi, ly nước cam nở nha. Nước hết ngon rồi, nước the. Nó đỡ rồi. Thằng ly. Ô bị cay. Phúc phúc bị cay. Ở nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem em nấu bữa cơm. Có em ăn sạch nồi luôn cả nhà. Bữa cơm đạm bạc đơn giản nhất trong năm. Vậy hả? Nè, đạm bạc nhất hả? Ừ. Cái quá. Mình chúc cả nhà vui vẻ, mình đang bên gia đình và người thân. Cả nhà thương em để em một like, nhớ thường lệ. Một chia sẻ, một comment. Rồi. Chúng mình... cái nhà lâu lâu mở tivi lên nhìn tụi em ăn cái nhà ly ly nhìn tụi em cảm ơn cái vui qua ngày qua cửa qua ngày qua tháng chứ quên everyone please give me like and share and subscribe thank you bye bye thank you cả nhà bye bye.